cái nào mà nâng mà còn nhị trăm nhị lại vậy nữa mà đi vậy cái nào mà nâng cái nào này ạ. Hả? Tầm này ạ. Ô tầm này. Ơi, không biết là bay. Bà, vì nó cháy đôi khi mà tâm trạng nó áp nghĩa nè. Bà, đỏ lực mà. Đăng mà vừa bật tâm trạng dân hay. Vì tao, ọt miệng đăng hòn, tâm được khơi trạng cho mình. Đấy, miền. Bỏ lẹ, bỏ bạc tí tỉnh. Bạc tí tỉnh chật ấy. Đã ăn chua hả? Ở miền thử ấy đừng ạ. Ở miền đang cùng rôn ấy gì tí gì. Ở miền đang ấy. Nắng thảo bìm sao mình. Cùng
cung là so sai chứ so mối là mấy ông chặt chơi này con bán bán nó nhưng lực จับมัน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 จับม
Thằng mẹ này nghề chắc. Mẹ, ngặt thế. Na thua na đây na ra na đi. Mấy món nó khơi chạm ở cái bàn này cái gì nữa.
นี่ยกดาบทาบยังเป็นอย่างดาบทาบไปทาบเออกมาลีกมาลีกมาลีกก็ทอดสิอันนั้นสุดท้ายเนี่ยทอดนะ This 10 centimeter here. 10. So we need to apply 10. Mm-hmm. Like this. 15. Mm-hmm. Then try to look more. This opposite of that side.
Just spot more, huh? Mai mà mai. Mai nè. Kalau yang tambah ini masang macam ni. Okay, starting with 10 minutes.
Thank you.
Thank you.
5 minutes break.
miền ba miền khỏi miền đã cô tao bằng muối non muối chứ không non ba non muối chứ không non ăn tí ra chừng muối này sao mấy hát tớ mua vài đấy mà đã vài tớ bạch hát tớ mong phí mới tớ mong mười lần à hai trăm nhầm đỏ vỉ chừng kia nó dừng cả trông sao vậy trông Morning.
hơi ai đọc xào nguyên môn này. Ngồi rồi. Đấy, bác cứ bực. Chụp chụp chụp, anh đang đoàn của bài chúng mà hả? Bác đọc hả, bát bát xinh xinh tiết sân hả, chào bát á. Pi pi ấy, chào bát. Chào bát là tiết. Bác cứ ăn rồi. Thương mua không mà? Buôn nổi 2 không? Lo lắng buôn nổi 5 đây. Mình bị thương trái lắm mà mình làm rồi. Alo không? Ba bà bà. Đồng snap từ bàn mùi, từ bàn phi ấy bảo. Bàn được biệt sâu mùi nó còn lại mùi. Bằng côn biệt sâu ở toàn bàn này tầm dương phát đo xong rồi đấy, bay nâng ấy. Là không phi nó có hôn mùi, phần tầm phát đo xong rồi đấy là gì ở toàn bàn đó là ấy. Ba ba. Bay bay. Thùng chùm rõ chiêng chiêng pi rồi á bằng phần tay pi rồi mà tôi nhóm bột mưa tân phố nhưng đăng ta ở có ba tà lá mà rồi đâm bấy ai cả hôn cao sập thẻ em cả hôn cao vừa muối và cả hôn mang cao vừa muối. Ba ba, con cao của muối. Ba. Biết số sai sắp bầy. Ba.
trai sầm phong thơm ban sai sập sai sập bún này bằng sai thẻ ăn ba sản phẩm tôm cang thơm ban bần ăn này ba ấy tôm thua bằng đây con rùi co truột vía phi cái lẽ thòm mà đà bốn con được mà miền lưu tao phải muối đúng không ạ? Chắc à? Ba bốn tuôn ba nè bà chẳng đang là trạ cài nắng ấy nè ok nắng này chẳng là ai nắng bộ nhóm tật phơi nè ai hay bà sân thì ai bong chui rô tu bàn mùi được copy sai tiết là o nè ba ai tại trực ba nè ở tầm miền phu miền ấy tới nhóm ở trù liệt chạm nè hay giờ ẩm phong nắng trâu tầm miến lấy chứ lấy sang hàng ẩm bơi dương vo cầm rạch tật bên dương thở lãng hay dương thở vo cầm rạch tật vô buồn rồi rồi cô giang cha nó phát ram rồi rồi có ram rồi hàng cho à bữa dần chắc vô cùng mùi rồi và nó trong xu hồi này cá cốt ta cũng bởi rồi vậy còn nè thằng lại thì nó còn xưa lắm cái ao maximum biết ta tram rồi từ một phần rồi còn nè khác không bởi rồi ấy thọ rồi còn à bên đấy thì chạy tiếp học cái ao vô pi tram từ một phần rồi chẳng như nặng tập chẳng mắc như hồ bật đầu anh ấy còn là dân tay tay là đi xe hết năng này cái xe đã được có dân chẳng đăng video năng cả đã chắc là nó phải chạy tha vía lên hiện tại hại này rồi đi xe đã tới nhà tôi rồi bà chắc nhà tàu hay là bên là dân thằng lại ông tới là bên dân tập hồ dân tu phía dân quê chẳng được gì ông mà tha cầm rạch dân dọc buồn rồi ta sẽ bảo vì hồ bạn đã phi rồi vậy đã nóng nóng nơi nóng con thì dấu miền trong mỗi đàm mùi mà có mà nó phì đi thấy cho nóng nóng dương phở thì nhạc thì dương đạt tập tram việt tram biết dương dương cho nóng nóng bật hai phía là dương chạy cũng vừa dương cho nóng nóng bật ở bên nhà thì dương chạy dương mình
I don't know if I'm supposed to be like that. Đang này nắng hả cô đó? Nắng hả? Con đã bay một chè hả? Nắng này con lấy thêm đường đi thật. Yeah.
I think that's enough. How do you say like very like thank you very much? Akun chiran. Chiran. Akun chiran. Then let's say if like something is very. One more time, right? Like the smallest pieces of these things. What? Okay.
Bring it to back. Go back. Oh, next house. It's still there hot. If you use the... But then why the pressure builds up with the other no, side? No, the pressure is only dependent on the thing it goes down on the way to the bottom, right? Yeah. So now it's very slow. Then this one creates like a suction force. Really? The water up. But you're not doing anything. Why is that? Because the pressure is only when dependent. You put this inside, right? Yeah. It takes more force for the so thing to push water up, to come out. So it creates like this. Oh. So what engineer are you? No, I'm not. Hydraulic. Oh yeah. Good.
No.